Xin lạy Chúa soi dẫn cho chúng con, làm sống là mới lời ngài cho chúng con trong danh Giêsu Christ. Amen. Dân số ký chương 25 nói về tội lỗi của Israel đối với mùa áp. Và na là tình dục vô luân thờ, hình tượng và hậu quả của nó. Sự mưu hại của Israel đối với đối với những người nữ Hà Nội mùa áp câu 1 đến câu 3. Dân israel ở tại zitim khởi thông dâm cùng những con gái moab con gái mời dân sự ăn sinh lễ cúng các thần mình dân sự ăn và quỳ lệ trước các thần chúng nó israel cũng thờ thần ba anh phê ô cơn giận của đức jehovah bèn nổi lên cùng israel zitim nhìn trên bản đồ là nằm về phía đông sông jordan tiếp giáp với jericho ở phía bên kia và là nơi israel đóng trại trước khi vượt sông jordan đây là điểm dừng chân cuối cùng trước khi israel băng qua sông jordan xem Joshua chương 2 câu 1. Trên bản đồ thì cho thấy đồng bằng Moab nằm bên cạnh Zitim. Sau bốn lần thất bại trong việc nguyền rủa Israel, Balaam, một nhà tiên tri cho thuê, đã từ bỏ. Kế hoạch mới của ông là nếu bạn không thể đánh lại họ thì hãy chơi với họ. Đó là một sự khôn ngoan cáo giả. Điều mà quân đội của các quốc gia khác không thể làm được thì Mỹ nhân kế làm được vừa mỹ nhân kế mà lại vừa cộng với tôn giáo. Bà Anh là một vị thần sinh sản, làm cho một nông dân thịnh vượng, các vị vua mạnh mẽ và những phụ nữ mắn con. Để thờ phượng bà Anh, một người phải cúng tế, ăn các bữa tiệc, lễ hội, đặc biệt là tham gia vào các hành vi tình dục, đặc biệt mại dâm ở trong miếu thờ. Nếu Satan không thành công như con sư tử ăn thịt, nó sẽ đến như một con rắn lừa dối thờ hình tượng là tôn thờ tất cả những gì dùng được hoặc dùng tất cả những gì để tôn thờ trích dẫn của augustine những người phụ nữ áp đến giữa những người đàn ông Israel, dụ dỗ họ phạm tội tình dục và thờ hình tượng, tức là cúi đầu quỳ lại trước các thần của họ. Hai yếu tố này thường kết nối với nhau trong những hình thức thờ thần tượng đồi bại ở trong thế giới cổ đại. Ở trong chương này thì phụ nữ và dân tộc của họ đôi khi được mô tả là người Midian và đôi khi là người Moab. Điều này là bởi vì người Midian ấy, người Madian là một nhóm du mục và vào thời điểm này thì số lượng của họ chiếm đa số ở trong vòng người áp. Israel cũng thờ thần Ba Anh Ba Bain Anh là vị thần sinh sản vĩ đại của người Canaan và việc tôn thờ thần Ba Anh là một sự lôi kéo thường xuyên đối với con cái Israel. Bà Lam đã tiên tri từ những nơi cao của Ba Anh, dân số ký chương 22 câu 41. Khi đến sáng mai, ba đem Ba Lam đến Ba Anh là nơi người thấy đầu cùng trại quân Israel. Thì có thể lắm là cái nơi 31 Ba Anh này ấy, chính là Ba Anh ở trong thi thiên 108, câu 28, tổ phụ chúng tôi cũng cúng thờ thần Banh Phê ăn của lễ cúng cái chết. Hầu hết các tác giả giải thích cúng cái chết là một mô tả về các vị thần không có sự sống của người ngoại giáo. Điều này có lẽ là một sự sỉ nhục trực tiếp đối với Đức Chúa Trời hàng sống chữ các thần ở đây nguyên, nguyên bổn là Elohim là các thần sa ngã là các Elohim sa ngã sự tức giận của Chúa đã dấy lên chống lại Israel Ba không bao giờ có thể trả đủ tiền cho Ba Lam để khiến Đức Chúa Trời nguyền rủa Israel trong chương trước Ba Lam đã cố gắng nguyền rủa Israel nhưng không được nhưng bây giờ họ bị nguyền rủa vì tội lỗi của họ với dân Chúa Chúng ta sẽ học ở phần sau của chương rằng sự tức giận của Chúa đã thể hiện trong một trận dịch bắt đầu giáng xuống hàng ngàn người trong dân Israel và dường như nó sẽ tiếp tục cho đến khi cả dân tộc bị tiêu diệt. Điều mà kẻ thù không bao giờ có thể thực hiện chống lại Israel được, Israel đã làm với chính mình thông qua sự bất tuần. Một sự khôn ngoan cáo dài, nếu nếu người không đánh được họ, hãy chơi với họ. Nguyên tắc tương tự cũng hoạt động trong dân sự của Đức Chúa Trời ngày nay. Cuộc tấn công mạnh mẽ nhất của Satan chống lại chúng ta không bao giờ có thể gây thiệt hại nhiều như là tội lỗi của chúng ta và sự phản nghịch của chính dân sự Chúa, phản nghịch chống lại Chúa. Không phải thanh gươm của người lạ, không phải là lời nguyên rủa của người lạ có sức mạnh gây sát thương cho dân Israel. Chỉ chính nó mới có thể mang lại bất hạnh. Nhưng chỉ chính dân Israel ấy mới có thể mang lại bất hạnh bằng cách là tách khỏi Đức Chúa Trời và luật pháp của Ngài. Rabbi Hirsch trích dẫn ở trong Allen người Moab hiện là hàng xóm của người Israel và nhận thấy mình không thể thực hiện kế hoạch chống lại Israel bằng chiến tranh và phép thuật. Giờ đây họ đã đi theo một cách khác để hoạt động. là nói rằng tương tự như vậy, bạo lực và ma thuật của Satan không thể có ảnh hưởng lâu dài đối với tín đồ, nhưng nếu nó có thể dẫn chúng ta vào tội lỗi thì chúng ta có thể bị tiêu diệt đấy. Rồi giận dữ của Đức Chúa Trời đã dấy lên chống lại Israel. Ba Lam đã làm hết sức mình để nguyền rủa Israel nhưng không thành công. Tuy nhiên tình yêu của ông, tức là lòng tham tiền bạc của ông sẽ không để cho vấn đề kết thúc mà không làm hài lòng người chủ thuê ông, vua Moab. Hai phía rơi chương 2 câu 16 Nói về ba Lam và lòng yêu tiền bạc của ông, lấy ông làm gương cho các tiên tri giả sau này. Chúng nó đã bỏ đường thẳng mà đi sai lạc theo đường của ba Lam. Con trai Bô-ô là kẻ than tiền công của tội ác, nhưng người bị trách về sự phạm tội của mình. Bởi có một con vật câm nói tiếng người ta mà ngăn cấm sự điên cuồng của người tiên tri đó. Ở trong Khải huyền chương 2 câu 14, Tạo ra mối liên hệ giữa nỗ lực không thành công của Balaam để nguyền rủa Israel và việc thờ hình tượng sau này. Chương 20:14, nhưng ta có điều của trách ngươi, vì tại đó ngươi có kẻ theo đạo Balaam, người ấy dạy Balak đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Israel đặng dỗ chúng nó ăn thịt cúng thần tượng và rủ Ren làm điều dâm loạn. Về cơ bản, sau khi thất bại trong việc nguyền rủa Israel, Balaam nói với Balak: Tôi không thể nguyền rủa những người này, nhưng ông có thể khiến họ tự nguyền rủa mình bằng cách dụ dỗ họ nổi loạn chống lại Đức Chúa đầy của họ, dùng mưu kế quỷ kế đấy. Hãy gửi những cô gái xinh đẹp nhất của vua đến trà trộn vào trong số dân Israel và bảo họ hãy cám dỗ dân Israel vào sự vô luân thờ hình tượng và cái phương pháp này nó đã hữu hiệu. Bà Lam thông qua lời khuyên gian ác của mình với Ba Lát đã có được điều mình muốn nhưng cuối cùng Bà Lam cũng đã phải chết giữa những kẻ thù của Đức Chúa Trời trong dân số ký chương 31 câu 7 đến câu 8. Ông ta chỉ hưởng tiền công của mình trong một thời gian ngắn mà thôi. Cai giờ nói, trong khi Đức Chúa Trời đã cứu dân Israel khỏi những lời nguyền của Balaam, thì dân Israel không thể cử, tự cứu mình khỏi sự phạm tội chống lại Đức Chúa Trời. Họ lựa chọn tội lỗi nhưng sẽ không kiểm soát được hậu quả chết người của nó, của tội lỗi đó. Sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với những kẻ phạm tội, câu 4, câu 5. Đức Giê-hô-va phán cùng môi xe rằng hãy bắt các đầu trưởng của dân sự và treo lên trước mặt Đức Giê-hô-va. Đối cùng mặt trời, để cơn giận của Đức giê xây khỏi Israel. Vậy môi xe nói cùng các quan án Israel rằng mỗi người trong các ngươi phải giết những kẻ nào thuộc về bọn cúng thờ ba anh phê ô. Đức Chúa Đầy nghĩ rằng điều quan trọng là những kẻ phạm tội phải được xét xử công khai. Đây không phải là tội lỗi để giữ kín, tội lỗi phải được xử lý một cách công khai. Phạm tội công khai, xử lý công khai mỗi người trong các ngây giết người những người phạm tội đã tham dự vào thờ ba anh phiêu khi tội lỗi như thế này được dung thứ hoặc thậm chí được chấp nhận trong một nền văn hóa thì đó là một dấu hiệu chắc chắn của sự sụp đổ và môi xe sẽ không chấp nhận sự sụp đổ đó ông ra lệnh cho cộng đồng đem những kẻ phạm tội ra để xét xử để chứng tỏ rằng họ sẽ không chấp nhận loại tội lỗi này ở giữa giọng, giữa họ Allen gợi ý rằng vì các loài động vật và chim chóc đã bị xẻ làm đôi trong nghi lễ giao ước và thời kỳ đầu của lịch sử, vào thời kỳ đầu của lịch sử Israel, sáng thế kỷ chương 15 câu 10, nên xác của những kẻ nổi loạn này sẽ bị phân mảnh và trưng bày như một biểu tượng khủng khiếp về sự phán xét của Đức Chúa Trời. Chương 25 là phần thế thảm nhất của sách dân số ký, nó còn tệ hơn cả những tội lỗi ở trong chương 12 và đến 14. Đây là tội lỗi lớn mà nó lại nằm ở cuối con đường trước khi vào đất hứa, thật là bi đát. Baanpheo là một vị thần địa phương được người Moab tôn thờ khi dân Israel theo môi xe đến đất hứa, đến gần Pheo, một số người trong số họ thờ hình tượng và thờ Baanpheo. Kết quả của tội lỗi của họ là người dân Israel đã bị Đức Chúa Trời phán xét Câu chuyện của Banfield bắt đầu khi ba vua của người Moab, thuê Ba-lam, một nhà tiên tri đi thuê để nguyền rủa Israel. ba đã nhìn thấy sự tiến bộ và sức mạnh của Israel và đang cố gắng làm một điều gì đó để ngăn chặn họ và làm lấy tiền nhưng không thể nguyền rủa Israel được vì Chúa không cho phép ông làm như vậy. Sau đó ba Lam gặp vua Moab và trải qua những sự mà rời chuyển vị trí để mong nhận được một lời từ nơi Đức chúa trời để nguyên rủa mỗi lần ông phải chúc phước cho Israel thay vì nguyền rủa họ dân số ký chương 23 đến chương 24 vào thời điểm của lời tiên tri thứ ba thì ba Lam và Ba lát đang quan sát trại của người Israel từ một nơi gọi là PhO dân ký chương 23 câu 28 đến cuối lần thử nghiệm này thì ba lát cuối cùng nhận được thông điệp rằng Ba Lam sẽ không nguyền rủa Israel vì ba lát nữa Phần B. Một tội lỗi trắng trợn bị phán xét. Phinia đứng về phía người công bình, ngăn chặn trận dịch lệ giận bởi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Câu 6 đến câu 9. Này, một người trong dân Israel dẫn một người nữ Madian đến giữa anh em mình, hiện trước mắt môi xe và cả hội chúng Israel. Đương khi hội chúng khóc tại cửa hội mạc, Phinia, con trai Eliasa, cháu Aaron, thay thế lễ, thấy sự này bèn đứng dậy giữa hội chúng, cầm một cây giáo, đi theo người Israel vào trong trại, đâm ngang dạ dưới của người Israel và người nữ. Tai vạ giữa dân Israel bèn ngừng lại và có 24.000 người chết về tai vạ này. Giờ đây, khi Phinea con trai của Eleasa, con trai của thầy tế lễ Aaron nhìn thấy nó, ông đứng dậy giữa hội chúng. Phinea là một trong những người ở Israel không chấp nhận cuộc nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời. Ông mang theo sự phán xét của Đức Chúa Trời bằng cách đâm xuyên thủng một người đàn ông Israel và một người nữ Midian bằng một cây giáo, dường như họ đang ở giữa sự vô luân và Phinea là thuộc dòng thầy tế lễ nhé. Alan tin rằng Người đàn ông này đã quan hệ tình dục với một phụ nữ Madian ngay trước khi đền tạm và Kinh Thánh cố tình che khuất điều này vì nó quá là phản cả, tức là đã quan hệ tình dục với người phụ nữ này ở ngay trước đền tạm. Vì vậy bệnh dịch đã có thể chấm dứt được giữa các con cái Israel. Phinia có lẽ không phải là người duy nhất ủng hộ sự công bình này, nhưng đó là một hành động duy nhất đã ngăn chặn được bệnh dịch. Chúng ta có thể nghĩ lập trường đặc biệt của chúng ta đối với sự công bình không có gì khác biệt trong làn sóng tội lỗi khủng khiếp xung quanh chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời có thể tôn vinh chỉ một hành động không công bình và khiến nó tạo ra sự khác biệt. 24.000. Nhiều người này đã chết vì bệnh dịch. Điều này chắc hẳn làm Ba Lát vua của Moab rất vui mừng. Ông biết rằng Ba Lam đã thành công trong việc nguyền rủa Israel hay đúng hơn là khiến họ nguyền rủa lại chính mình, khiến Israel nguyền rủa lại chính mình. Sự kiện banphi dẫn đến sự phán xét của Đức chúa trời đối với dân Israel và theo dân số ký chương 25 ấy, câu 9 24.000 người đã chết trong tai vạ này bởi sự phán xét Tuy nhiên là trong một cô đến câu chương 10 câu 8 là chỉ có 23.000 người chết mà thôi con số nào đúng câu giải đáp đó là có hai cách giải thích ở đây đầu tiên có một số người cho rằng sự khác biệt là do một cô đơn đô chương 10 câu 8 nói về những người đã chết trong một ngày là 23.000 người trong khi ấy, dân số ký chương 25 câu 9 đề cập đến con số hoàn chỉnh 24.000 người là chết trong cả trong cái trận dịch những người khác thì tin rằng có hai sự kiện khác nhau được xem ở đây. Họ lưu ý rằng một câu chương 10 câu 7 đoạn trích của xuất Ai Cập ký 32 câu 6 và chỉ ra rằng phân đoạn một Corinto thực sự đề cập đến sự phán xét của Đức Chúa Trời sau khi thời hình tượng con bò vàng là suốt 32. Phân đoạn xuất hành không cho biết số lượng người chết do sự phán xét của Đức Chúa Trời. Và con số thực tế được tiết lộ cho đến một cơ đơn đôi chương 10 câu 8. Theo trong một cơ đơn đôi chương 10 câu 8 thì 23.000 người đã chết là do sự đoán phạt của Đức Chúa Trời vì họ thờ bỏ vàng. Thay dân số ký 25 ấy, câu 9 là 24.000 người đã chết do sự phán xét của Đức Chúa Trời vì sự thờ phượng thần ba anh của dân Israel tại ba anh Chúa đời ngày vinh danh Phinia bởi lòng nhiệt thành của ông. Câu 10 đến câu 13. Đức phán của Môi-se rằng Phinea, con trai Eleasa, cháu Aaron, thầy tế lễ đã xây dân Israel khỏi cơn giận ta. Vì lòng kỵ tà, ta thúc giục lòng người, vậy ta không có diệt dân Israel trong cơn kỵ tà của ta. Bởi cơ đó, hãy cáo cùng người rằng ta ưng cho người sự giao ước bình yên ta, ấy về phần người và dòng dõi người, sẽ là giao ước về một chức tế lễ đời đời, bởi vì người có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời mình và có chuộc tội cho dân Israel. Không phải chỉ có sự vâng lời của Phinea mà Đức Chúa Trời mới nhận thấy, ông cũng được chú ý bởi vì ông sốt sắng, như là sự sốt sắng của Chúa trong số họ. Phinea thì sốt sắng những điều mà Đức Chúa Trời sốt sắng. Về điều này, ông là người đã theo đuổi tấm lòng của Chúa. Thầy Tế Lễ Phinea trong việc hóa giải cơn thịnh nộ tạm thời của Đức Chúa Trời theo một nghĩa nào, đó là hình bóng của thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại của chúng ta là Chúa Giêsu Christ. Ngài đã hóa giải cơn thịnh nộ đời đời của Đức Chúa Cha cho tất cả những ai tin vào Ngài. Chúng ta thấy những ví dụ khác về việc từ bỏ cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Tất nhiên, điều sâu sắc nhất là sự cứu chuộc triệt để được thực hiện bởi thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại của chúng ta là Chúa Giêsu Christ. Sư đồ Giang viết ở trong sách Tin lành Giang chương 3 câu 36 rằng: Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Ở trong trường hợp luật pháp ấy, thì Phina là hình của Đấng Christ nhưng mà lại đâm chết kẻ thù. Còn trong trường hợp của Đấng Christ thì Chúa Ngài cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ bằng cách là Ngài chịu thay cho tội nhân. Allen nói, Chúa bây giờ thiết lập giao ước của Ngài với các thầy tế lễ thông qua Phinia. Chúng ta thường nói về các giao ước với Abraham, Moses và David. Trong tất cả mọi khả năng ấy, thì chúng ta cũng nên nói về giao ước của Chúa với Phinia. Ông là một thầy tế lễ có được đặc quyền thiêng liêng, là con cháu của một gia đình thuộc dòng thầy tế lễ thượng phẩm ở trong dòng họ. Ông cho thấy mình là một thầy tế lễ đúng đắn nhờ sự quan tâm đến sự công bình của Đức Chúa Trời. Giờ đây, ông đã được xác nhận là một thầy tế lễ theo nghi thức của giao ước thiêng liêng, đã ước về chức tế lễ đời đời. Đức Chúa Trời ban phước cho Phinea và lời hứa rằng ông sẽ là con cháu, sẽ là con cháu của Aaron mà qua đó chức tư tế đã được truyền thụ. Điều này thật phù hợp bởi vì chính lòng nhiệt thành sốt sắng của Phinea đã thực hiện sự chuộc tội cho dân Israel, giống như một thầy tế lễ nên làm, đó là người chuộc tội cho dân sự. Đức Chúa Trời ra lệnh cho dân Israel khuấy rối và tấn công người Madian, câu 14 đến câu 18. Và người dân Israel bị chết chung với người nữ Madian tên là Simri, con trai Salu, quan trưởng của một tông tộc Simeon. Tên người nữ Madian bị giết là Cotbi, con gái Sura, đầu trưởng của tông tộc Madian. Đức giê lại phán cùng môi xe rằng hãy khuấy rối người Madian và hãm đánh chúng nó vì chúng nó đã lấy mưu trước mình mà khuây rối các ngươi, dỗ dành các ngươi về việc cúng thờ Pheo và trong việc của Cốt Bi, con gái quan trưởng Madian là chị chúng nó đã bị giết trong ngày tai vạn. vì cớ việc cúng thờ Pheo quấy rối người Madian và tấn công họ vì họ đã khuấy rối người họ không thể hiện sự quan dung đối với điều đã mang lại tội lỗi cho người Israel ấy, và quay lưng lại với Đức Chúa Trời được nhưng mà người Israel họ phải chiến đấu chống lại người Madian mọi cơ hội mà họ có thể đây là phần tóm tắt uh, trong sách dân số ký chương 25 của Tội lỗi của Israel là kết quả của, của việc làm phù phép của Ba-la. Ông không thể làm cho Đức giê Va quay khỏi dân Israel. Không có kẻ thù nào có thể làm được điều đó. Nhưng Ba-la có thể làm cho dân Israel quay khỏi Đức Chúa trời được bằng mưu kế, bằng quỷ kế. Mặc dầu chúng ta không đọc ở đây rằng sự tà dâm, sự dâm loạn và sự thờ hình tượng mà dân Israel rơi vào là công việc trực tiếp của Ba-la, nhưng ở những chỗ khác thông tin này được đưa ra dân số ký chương 31 câu 16 kia ấy là chúng nó theo mưu kế của ba la am mà dù dỗ dân israel cúng thờ phê -ô và phạm một tội trọng cùng đức Yêu-va, và tới đó suy cho hội chúng của đức Yêu-va bị tai vạ và trong khải huyền chương hai câu mười bốn nhưng ta có được của trách ngươi vì tại đó ngươi có kẻ theo đạo ba la -am. người ấy dạy ba lác đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái israel đặng dỗ chúng nó ăn thịt cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn sự vấp phạm mà công cụ của Satan này đã đặt trên đường đi của dân Israel là hòn đá vấp phạm ấy là nơi họ phạm tội tà dâm vào thời hình tượng là các con gái của Mô Áp hòn đá vấp phạm đó chính là các con gái của Mô Áp và trong chương thứ hai của sách Khải Huyền Hội Thánh Bẹt Găm được nói tiên tri rằng vào thời kỳ của nhà thờ bắt đầu với Constantine đại đế hoàng đế Constantine đó là chính là thời kỳ giống như hội thánh Bẹt Găm đã phạm tội thờ thần tượng sau đó thì hội thánh rời khỏi mảnh đất của sự biệt riêng ra thánh và bắt đầu kết hôn với thế gian giao du với thế gian. Sự tả dâm thuộc linh đã được thực hiện và việc thời hình tượng tiếp nối trong chuyến tàu của họ, trong sự hành trình của họ. Đây là công việc của Satan cũng giống như hành động của Ba và ngày nay chúng ta thấy Chúa Giêsu ở trong tình trạng đáng buồn của Israel giống như dẫn Israel tại Sittim, sự tách biệt bị loại bỏ hoàn toàn gọi là hội thánh biệt riêng ấy đang lại biệt riêng ra với thế gian thì bị loại bỏ hoàn toàn sự phán xét sẽ được truy cập lâu dài đối với những người bội đạo. Đối với những con người bội đạo, những con người ngoại tình khi mà tai họa giáng xuống trên dân Israel trong bệnh dịch có 24.000 người chết. Mà trong một Corinto 10 câu 8 thì nói rằng chúng ta đừng dâm dục như mấy người trong họ đã dâm dục mà trong một ngày có hai vạn ba ngàn người phải bỏ mạng. Tên của người nữ Maidian là Bi, con gái sura đầu trưởng của tôn tộc Maidian. Bởi lòng nhiệt thành của Phinea, dân chúng đã được cứu khỏi sự phán xét, thành nộ của Đức Chúa Trời, và Phinea thì được Chúa tôn vinh. Ông sốt sáng vì Đức Chúa Trời của ông và lập công chuộc tội cho dân Israel. Ông đã nhận được phần thưởng là một chiếc tư tế đời đời, đó là một hình bóng khác về đấng Christ trong sự công bình và lòng nhiệt thành thánh khiết của Ngài đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy ở đây là trong luật pháp ấy thì có phần là lập công chuộc tội thì đó là theo luật pháp nhé. Luật pháp nói rằng ấy là nếu người làm theo những điều đó thì sẽ được cứu thì đối với luật pháp là được phép. Đúng là như vậy. Luật pháp mà không làm thì không được xưng công bình. Cảm ơn chỗ đây là đoạn kinh thánh này, một đoạn đoán buồn nhất ở trong gọi là sâu thảm nhất ấy, ảm đạm nhất ấy, thê thảm nhất ở trong dân số kỳ và là một bài học cho chúng ta.